Yo, hello, what's up chào em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, tiểu tử bá đạo người nha. Chào anh em của game Gomu, thoại mình đây, tiểu tử bá đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chứ ở video cho anh em xem video, vẻ đầu video anh em xem like và một subscriber, channel phát triển nha, anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi săn cốt quà vui chơi sự kiện mới của nhà phát hành anh em. Đặc biệt, chúng ta sẽ cùng nhau đi chào đón vị tướng mới anh em, Luffy Pika, Luffy Pika các bạn. Ok, trước mắt thì tôi sẽ gỡ qua bảo vật của các tướng tôi vừa mới mang anh em, trang bị lại tem chính luôn đấy anh em. Rồi chúng ta sẽ đi sử dụng 10 giờ trưa nay anh em, 10 giờ trưa nay thì chúng ta sẽ có thông tin liên quan đến vị tướng này các bạn. Odin. Rồi. Cuối cùng là Sengoku đúng không? Vô các bạn không phải xem vô cư thì Kiraru Kiraru vì là tím anh em, là xanh thì nâng lên nó thì được. Ở trước mắt chúng ta sẽ ghé fanpage anh em để điểm qua thông tin hot nhất thời điểm hiện tại các bạn, đó là chào mừng Nika anh em. Đây anh em, phiên bản mới hình thái đế vương sức mạnh của thần, phiên bản mới siêu cấp được cập nhật anh em, siêu tướng SP nội diện cùng Nami theo dõi nhé. Thời gian cập nhật là 10 giờ ngày 28 tháng 4 anh em, nghĩa là ngày hôm nay. Nội dung cập nhật thì bao gồm, đầu tiên là một là siêu SP Luffy Nika sớm được nội diện, thức tỉnh bí kỷ anh em, mở thêm 5 hải tạc, tiếp tục nâng thêm hoàn toàn cho anh em 5 hoàn toàn mới, đó là thức tỉnh Odin, gáp huyền thoại, sấm búa thi, Sanji Hagen và Luffy Wallo. Ra mắt bộ sự kiện mới cho hải tặc SP chỉ áp dụng cho Zoro và hải tặc mới từ về sau, từ Zoro sẽ không còn xuất hiện trong sự kiện phi lá. Ui, quý chứ không làm nghe phí thế. Ra mắt trái ác quỷ mới anh em, hiệu ứng mới trái ác quỷ Gomu Nomi làm giảm khả năng hấp thụ HP của toàn đội và toàn bộ mục tiêu theo phần trăm HP. Tiếp là 5 danh hiệu mới anh em, quỷ khí tiến tới level Fox, phản cứng Gomu, sự kiện phản cứng. Khung chat mới anh em, bảo vật mới này, chúng ta có kiếm Fury, mắt kính Robin, khuyên tai Zoro, áo choàng Zoden và trang phục Odin. Hệ thống thức tỉnh SP chờ ra mắt đang ẩn, nói chung là cái từ từ các bạn. Lưu ý game sẽ bảo trì 5 phút để cập nhật phiên bản mới. Rồi ok các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau chào đón phiên bản mới anh em, hình thái đế vương sức mạnh của thần Luffy Nika. Game nên ra những con tướng SS không quá khỏe để bổ sung cho lông dân đa dạng lối chơi như Queen Game anh em nhà Sanji, chứ ra suốt mấy con siêu khỏe như thế này thì dân nông dân chơi máy meta cũ chán. Bổ sung nhưng chắc bậc SP nhé, giai đoạn này chỉ xuất hiện SP. Thằng nữa bạn, có một dạng Kaido thức tỉnh nữa bạn, đợi gì. Nói chung là cứ từ từ, hiện tại em chưa tặng mà, tại vì sao nó free anh em dân nhiều đúng thầu chơi. Chúng ta có chuỗi sự kiện gì đây? Các tỉnh trưởng sẵn sàng cho đón hệ hội mới chưa? Ok, gọn mong muốn từ 1 tháng 5 rồi. Tiếp theo đó là chuỗi sự kiện nhận fan cứng anh em, điểm danh fan cứng hướng ngày quà xịn. Vẫn như thường lệ thôi anh em, các bạn thời gian hết mùng 5, thả tim và comment bài viết và nhận comment thôi. Ok, thả tim và comment điểm danh fan cứng và đợi nhận quà. Team bạn nhé. Rồi, ok các bạn, điểm danh phần cứng. Điểm danh phần cứng. Ok các bạn. Và đợi nhận quà. Vâng, chúng ta sẽ phần cứng đây anh em. Không có phần cứng là nhận không trời. Ồ, vẫn có anh em. Hảo tâm, hảo tâm. Quá hảo tâm các bạn, nhà phát hành quá hảo tâm anh em. Giá nào? May quá anh em không tham gia nhưng vẫn có quà các bạn rồi. Ok anh em, rồi tiếp theo chúng ta ghé qua nhóm tí để xem có gì hot nữa không anh em trước khi về game. Rồi chứ, ta nói châu. Gây thêm 1 sát thương, gây thêm 1 lần sát thương theo phần trăm. Kia 4 tăng năng lực bản thân lên 9% sau khi hồi sinh HP tăng đến 60%.
quá gắt luôn anh em. Một cái này cũng là anh em đang chưa có cửa anh em. Cây chai này được 1k anh em. Nhà nông dân tôi cũng quên anh em, để tôi xem tôi xin cái clip bạn ấy để tôi làm cái quả clip review bạn nông dân cho anh em. Đấy, thì chia này rồi ok. Rồi giờ về game nhập code anh em. Sau thì sẽ có clip sớm cái hạt review bạn nông dân hôm bữa anh em, tại nông dân bữa có làm clip cho anh em đó. Tôi sẽ có sớm clip bạn đấy tiếp cho anh em xem. Ok các bạn thấy nhá. Giờ thì về nhập code này anh em. Một cái đầu tiên. Tiếp theo. Cơ mô qua 227 xuất nhập anh em, xin nhập, nhập luôn hai code anh em. Sự kiện ô qua ngày luôn à, một phút lại 10 giờ anh em. Chuyện là Uta FP này tranh thủ anh em, đang còn tranh thủ những ngày cuối, bạn nào có tiền nạp tranh thủ nạp đi, không ấy là không nạp đâu, đấy là hối không kịp đâu. Chưa anh em, cái này vẫn chưa reset. Từ quà tặng thức tỉnh à, mà những FP anh em xem nào, đã có chuẩn bị tướng mới như này chưa ta, hay là khi nào cần phiên bản mới mới lên tướng ta. Tôi nghĩ là khả năng khi nào cập nhật phiên bản mới mới lên tướng các bạn, thật anh em chưa có này. Căng thế nhờ, sự quá căng luôn anh em. Ok, xem nào. Dây leo đạo thần thì đã tôi tăng 106 rồi. Rồi chín nấy mang mẹ chưa? Mang lại rồi anh em. Tôi chẳng vẫn chưa qua lỗi anh em, thật sự vẫn chưa qua lỗi đâu anh em, nhìn thấy thôi, chưa qua được. Chưa qua được anh em, nói chung chưa qua được, chưa qua được. Thế thôi, mình giải thích các bạn. Ăn được màn 1 nhưng màn 2 thì không ăn lại được. Ô oh. Đang định khen Odin. Ô oh. Bất ngờ chưa. Ok anh em, tiếp tục nào. Bất ngờ chưa bạn ơi. Bất ngờ chưa, bất ngờ chưa bạn ơi. Bất ngờ chưa. Úi xời. Bất ngờ chưa. Cứ từ từ. Ok à. Sao mà mình no qua lâu rồi. Cái đấy thấy là vẫn có cửa ăn rồi anh em, nhưng mà biết cửa thế chịu rồi, hơi bất ngờ, hơi bất ngờ các bạn. Ok lo các bạn. Vẫn không kịp các bạn, không kịp. Không kịp được, không kịp anh em. Đau nhỉ, nước cửa qua anh em nhưng hơi căng. Bắt cửa 1 lại chứ anh em. Rồi ok các bạn. Rồi ok các bạn, ok luôn. Ok luôn.
vẫn không chặn lại được, là không chặn được anh em, thắng thua rồi, có thêm ở đoạn sau thôi. Video này cập nhật quá trình quả các sự kiện thôi anh em nhé, clip lại kết thúc đây, bye bye người nhận nhé.